Hello, hôm nay mình ra mình quay cái video là cái cách mình trồng gừng ở nhà của mình ha. Nhất trước hết á là mình có một cái củ gừng. Lúc đó thì nó không có mọc mầm gì hết, nhưng mà nó có những cái mắc như vậy nè, là mình biết sắp sửa nó sẽ mọc mầm từ chỗ đó. Xong mình củ gừng cũng hơi già một chút chứ đừng quá non, non nó không có mọc đâu. Xong cái mình lấy một tấm giấy tissue sữa mình thấm nước, giấy chùi miệng đó. Mình thấm nước hơi ẩm ẩm nhưng mà đừng có quá quá ướt, ướt nó sẽ bị thúi cái này luôn, nên nó ẩm thôi. Cái xong cái mình quấn nó lại, quấn cái mình bỏ vô cái một cái bịch để xong cái mình gài chặt nó lại, coi như là nó không có không khí vô nữa thì nó chỉ hầm hơi thôi, nó đổ mồ hôi ở trong cái bịch này thì nó sẽ mọc mầm như vậy. Nó có những cái củ nó mọc tốt tốt xấu khác nhau. Thí dụ như cái này đi, nó mọc tốt nè, đó. Xong rồi mai mốt nó sẽ ra rễ nữa, rễ chỗ này nè. And then cái lá từ chỗ màu xanh nè, đó, nó mọc ra. Thì cỡ này mình cũng trồng được rồi đó. Hoặc là mình cũng có thể là mình trồng thẳng củ gừng xuống đất luôn, mà mình không có cần phải qua giai đoạn ủ nó. Nhưng mà nếu mình làm cách ủ như vậy thì cái gừng của mình nó sẽ mọc nhanh hơn. Mà mình để đó thì mình không có thấy á. Đây, cái thùng gừng của mình xung quanh nhà nó mọc tùm lum hết trơn. Tại vì nhiều khi mình lúc mà mình thu hoạch á, cái mình còn sót là một chút xíu củ hay gì đó thì năm sau là nó mọc lên nữa. Thành ra xung quanh nhà của mình á, có những cái chỗ mình không biết trồng nhưng mà nó tự động mọc lên, bị gì nó còn là nó như vậy đó, nó còn sót là một chút xíu đó. Nào, bây giờ mình thấy nè, nó sắp ra bông cuốn lại nè, nó già rồi đó. Đó, ở đây nữa nè, sắp sửa cuốn mọc vậy. Rồi bà biết bao nhiêu là cái đọt non nữa nè, đọt sắp sửa đâm chồi lên nữa nè. Thì đâm chồi thì sẽ có những cái củ gừng tiếp tục. Nhưng mà cái thùng này á, là nó phân dữ lắm, phân toàn bộ ở trong nhà bếp á. Có một cái mùa đông năm ngoái đó, mình đậy nắp lại chặt, thì sẽ bỏ đồ đó lên tới đây, đến đây luôn. Thì xong rồi mình trồng gừng đó, cái gừng cái nó ăn hết cái dinh dưỡng của cái cây á. Xong rồi đất rồi nó mới sụt xuống nửa thùng. Chứ mọi lần á, đất của mình đầy tới thùng luôn á, đầy nguyên thùng. Một phần á thì cái chất bã, cái chất những cái đồ thải ở trong nhà bếp á, cái phần này nó xốp, nó tiêu quỷ ra. Một phần á thì gần nó đã hút hết, nó ăn hết cái chất. Cho nên đất của mình nó càng sụp xuống. Mà mình khi mà mình thấy nó hơi lá nó cuốn héo lại như vậy nè, là thiếu nước á, mình bắt đầu tưới nước cho nó chút xíu phân hộp cũng được đi nè. Rồi coi sát vô là thích lắm, đâm chồi vậy nè. Nè cái này nè ha, cái này nè, này nè, đó cái này đâm chồi nè, đó hai ba cái luôn ha. Đó bên kia nó kìa, bên kia đâm chồi lên mà có luôn cũng cần dính dưới đây nè. Còn cái tay của mình cũng gần nổi lên luôn. Xong rồi cái đọt đâm lên này, chỗ này nè. Wow, đó. Củ gừng á, bây giờ bữa hôm nay á là mình phải quay rồi. Là tại vì á nhà nấu đồ ăn á thì mình ra mình cứ bẻ một củ. Để tới cuối mùa á là nó cũng không còn bao nhiêu. Chứ mình không có được những cái video mà thu hoạch mà coi nó đẹp mắt á. Tại vì á mình cứ xài lần. Đó, thấy không? Mình kiều vậy mình làm thấy nè. Củ nổi lên nè. Vậy đó, trồng gừng á cô thích lắm, thích chịu lắm, năm nào cũng trồng gừng. Là tại vì gừng nó có mùi thơm nữa, lợi gần á, lấy cái tay dẹt dẹt lá ra thôi mà mùi thơm ngào ngạt. Đây cái màn ảnh không rõ. Mình cố tình mình muốn quay sáng là cho đẹp mà không được nên nó mở thêm nè. Đây cây nè đó. Wow, nhóc hết.
Bây giờ từ từ đất nó u là mình biết sắp sửa ra, sắp sửa ra gì đó, nhiều lắm luôn. Thôi mình đi chậm con cừng này, tại vì cái view mình cũng 5 phút rồi ha. Đó, dọc dọc á nhà mình đó, đó mấy cái bụi cừng đó. Thôi mình đi trồng cái khu vực này xuống một cái thùng đất mà hôm trước mình đã chuẩn bị, và đáng lẽ mình để trồng cây ăn trái, nhưng mà củ rừng của mình hôm nay nó mọc rồi, thì mình thấy chỗ này cũng thích hợp, có nắng nè, rừng cũng thích nắng lắm, cho nên mình sẽ trồng ở đây luôn. Nó chỉ có một thùng đất dọn dẹn thôi, không có nhiều. Bây giờ cái trồng rừng này á, thì nó cần cái bề ngang, tại vì cái củ rừng nó mọc ngang qua đó, cái thùng tròn thì không có thích hợp. Nhưng mà ở đây mà đâu có, không có đất nhiều và cũng không có đi mua chậu, tạm thời dẹp cái này anh nè. Cái thùng này chưa có thành đất để trồng rừng đâu, nhưng mà kệ nó luôn. Còn thấy cũng tốt, không đến nỗi nào. Ok rồi, vậy là mai mốt ha, cái củ rừng của mình nó sẽ chắc nó sụp xuống tuốt ở dưới luôn á. Ok, bây giờ mình để muốn có trồng được kết quả tốt xuất sắc thì bắt buộc mình phải có đất tốt rồi, đất phân đó, cái phía sau nhà coi vậy mà đã lắm nè, không phải giống như đất ngoài tiệm mua đâu, ngoài shop mua đâu, giờ ẹt ở phía sau đất nhà mình ghét, từ từ nó có phân vậy nè, đã lắm. Dừa để mà trồng đồ lắm, nên mình đổ này đổ kia xuống từ từ nó có phân. Hãy muốn trồng cái mình kiếm thành chậu. Rồi bây giờ mình để như vậy, nó có mấy cái mắt sắp sửa mọc vậy nè, bây giờ mình để như vậy, để như vậy đi ha. Đồ cũng bị gì hai bên mà, nếu bên đây lên nữa làm chi. Dạ ok xong rồi đó, vậy đó, mai mốt là có một chậu gừng ở đây. Nhưng mà gừng mà trồng trong cái chậu tròn thì mình cũng thấy không được tốt mấy á, vì nó cần phải dài vậy nè, xong rồi nó mọc đây ha. Đây, vậy thôi đó, cái gừng tùm lum, ở đâu cũng có gừng hết, ở đây cũng có gừng hết nè, nó mọc một mình đó.